Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Kính thưa quý vị, xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, vào những năm đầu sau 1975, không ít người trẻ đã thích đến tham dự thánh lễ tại nguyện đường Đắc Lộ trên đường Yên Đỗ, Sài Gòn, nay là đường Lý Chính Thắng, quận 3, do các linh mục dòng tên phụ trách. Có thể nói một trong những nguyên nhân thúc đẩy người trẻ đến đây tham dự thánh lễ là do những bài thánh ca phù hợp tâm tình giới trẻ đã được cất lên bởi các ca đoàn, trong đó có ca đoàn trẻ Đắc Lộ. Thưa quý vị, bầu khí nhiệt thành tươi trẻ trong các sinh hoạt mục vụ tại nguyện đường Đắc Lộ lúc bấy giờ đã là nguồn cảm hứng sáng tác thánh ca cho không ít nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ Đức Dũng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Dũng hiện đang sống tại Úc và tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Cộng đồng Công giáo Melbourne. Bài hát Lo Gì được anh sáng tác vào khoảng năm 1976-1977, vào thời điểm mà không ít người quá lo lắng cho cuộc sống bon chen, lo lắng trước tương lai mù mịt. Và rất tiếc chúng tôi chưa có cơ hội để phỏng vấn trực tiếp nhạc sĩ Đức Dũng. Tuy nhiên, qua cuộc điện đàm, chúng tôi được nghe những chia sẻ của anh. Một trong những chia sẻ ấy là mong muốn giai điệu cũng như ca từ của bài hát được giữ nguyên thủy như ý của tác giả. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức bài hát Lo Gì của anh. Và trước khi mời quý vị thưởng thức phần trình bày của Tứ Ca Nam nhóm một chút, chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe những tâm tình của ca sĩ Xuân Trường và Hoàng Trường. Xuân Trường biết ca khúc Lo Gì này. Vào khoảng Xuân Trường 17-18 tuổi, Xuân Trường rất là thích ca khúc này nhưng mà không có dịp thể hiện. Bẵng một thời gian khi Xuân Trường làm ca sĩ thì Xuân Trường mới có dịp thể hiện ca khúc này. Và Xuân Trường rất mơ hồ không biết là bài hát này là tác giả là ai. Xuân Trường có đi hỏi một số các bạn thì các bạn nói là bài hát này hình như là của Linh Mục Thành Tâm. Và mình cứ nghĩ là như vậy. Và một câu chuyện rất là vui là một hôm Xuân Trường được hát lễ mở tay của một vị linh mục tại giáo xứ của Xuân Trường là xứ Tân Á Châu. Thì Xuân Trường rất là tự tin đứng lên giới thiệu ca khúc Lo Gì là của Linh Mục Thành Tâm. Và khi hát xong thì có một anh đó, anh tên là Minh, anh mới khều Xuân Trường cho nói chứ Trường ơi, bài này không phải của Linh Mục Thành Tâm mà là tác giả của Đức Dũng. Và Xuân Trường hơi bị sượng, nhưng mà cũng nhờ đó Xuân Trường mới ngồi xuống và hỏi về anh đó là anh Đức Dũng là anh nào. Thì anh có nói là anh Đức Dũng là bạn của anh, là thành viên của nhà thờ Đắc Lộ vào thập niên 80 và bây giờ anh cũng đang định cư tại Úc Châu. Đó là kỷ niệm rất là vui và Xuân Trường rất là ấn tượng về cái ngày hôm đó. Thường thì trong mỗi bài hát đó, thì các tác giả thường sẽ thông qua lời bài hát thì các tác giả sẽ truyền tải một cái thông điệp nào đó. Trong bài hát Lo Gì này á, thì Hoàng Trương khi được trình bày với các anh và các bạn ở trong nhóm một chút đó, thì Hoàng Trương thấy rất là thích vì cái lời bài hát đã truyền tải rất là nhiều thông điệp đẹp, đặc biệt là dành cho các bạn trẻ. Ví dụ như là một cái câu mà Hoàng Trương đã có trình bày là việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được ủy cho sức chức cao sang nhiều. Cái thông điệp đó là nhắn nhủ với mỗi người chúng ta là hãy cứ chu toàn những cái việc nhỏ rồi Thiên Chúa sẽ trao cho chúng ta những công việc lớn hơn và chúng ta sẽ đạt những cái thành tựu mà chính chúng ta cũng sẽ không ngờ tới. Hy vọng ca khúc Lo Gì của nhạc sĩ Đức Dũng sẽ là một món quà tinh thần mà chương trình Tin Vui Media, Thánh Ca và Đời Sống dành tặng cho tất cả quý vị. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng niềm lo lắng áo cơm bao tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo,
hãy cứ tin yêu cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gật chẳng reo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng mây đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca hát sức cùng hoa, thấy lũ chim nở hoa kia đẹp hơn áo mùa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hằng ngày đủ nó áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúng ân vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Hoa mồ hôi đất hoang, hoa lệ kinh nước khô, bàn tay trái cần lao lòng cao sang nhiều. Phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tươi. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm chương tôn nhan Ngài. Việc làm của ta khung hát ngợi ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn sẵn ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha. Bạn ơi đừng lo. Kim Thúy hy vọng quý vị
sẽ vơi bớt lo âu khi nghe bài hát Lo Gì của nhạc sĩ Đức Dũng. Ước mong mỗi người chúng ta biết cảm nhận ân phúc và vinh dự mà Thiên Chúa đã ban cho, đó là được lao động và có việc để làm. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào tuần sau. Có Chúa luôn dìu dắt ta, lo lo gì là lo gì. Hãy nghỉ ngơi bên dòng suối trong lành, kỳ kỳ bên chim tung bay trong gió. Nào có lo chia sẻ ăn gì, khi nhìn nụ hoa khoe sắc xinh tươi. Nào có biết trang điểm là chi, vậy thì lo lo gì.